Vô mấy chị ơi. Chào Cẩm Tú nha. Nay có kiện bính. Kiện bính về kiện bốn bính. Hai bính. Bốn bính với hai bính. Chào Thúy Trần nha. Mấy nay cũng buồn, mấy nay vắng cũng buồn. Ê, hôm bữa shipper lấy đồ chưa có tiền lấy rồi sao không điện thoại nữa. Nó giao một lần rồi thôi chứ nó đâu có rảnh đâu, sách đơn hàng nó đi tới lưu hoài à. Nó hàng nó còn nằm á chứ nó còn treo áp á. Có muốn cái gì thì em muốn lấy, em ví dụ em có tiền lấy thì em điện lại nó. Em điện lại nó giao lại cho em. Tại vì nó đúng rồi, hàng hội nó đẹp thì có đẹp nhưng mà tùy theo người, tùy theo người nha. Chứ em bán cái hàng hội này em cũng đau đầu lắm. Nó thiệt, bán hàng hội này cũng đau đầu lắm, nhưng mà khách đòi hoài mới bán, chứ bán hàng hội đau đầu lắm. Đâu phải không có hàng hội là em bán không được đâu. Em vẫn bán hàng cao cấp được mà. Nhưng mà khách đòi em cũng đau. Bắt buộc cũng phải lấy bán à. Làm cái này cũng làm dâu trong họ mấy chị ơi. Mấy ngày nay em đâu có cầm cái điện thoại, cái điện thoại đâu phải lúc nào cũng cầm, đám tiệc rồi đâu phải lúc nào cũng cầm cái điện thoại hoài đâu. Chị nhắn tin cho em không trả lời, cái mắng em một số xả một hơi vậy đó. Gửi hàng có khá tròn chưa có, gửi hàng mà rồi cái là nói là sao nói trên live hay lắm mà nói 50% mà em trời ơi, em chưa có coi tin nhắn nó như thế nào luôn đó. Rồi cảm ơn em nha. Đẹp, nhiều người chỉ khen đẹp á thì em cũng được đồng thu cắt bạc hết trơn. Còn nhiều người lên chê giấy rồi này nọ cũng mệt mỏi lắm. Hàng hội, nói chung hàng hội là nó không có, khóa tròn chưa có nha. Khóa tròn chưa có. Bắt buộc, không phải lấy bán à. Ê, Thi Trần ơi, phải mà em chỉ có hàng cao cấp hôm bữa là em nói đi mấy ta? Đi mấy ta, đi 52 hay 50 ta? Cái thằng Thi nè, thằng Thi á. Đi 52, thằng Thi ơi, đi 52. Chị lấy khóa tròn, chị bán chị khóa dần 10 thêm ơi, chị không lấy khóa dần ti đâu. Đi 52 có 2 bộ, đi 52 nha, 2 bộ đi 52. Chứ hàng ti thôi đi chị, để chị lấy cái khóa dần 10 cho nó chắc ăn. Cái hàng ti nhiều khi nó cũng cái không phải là nó phai, cái hàng ti mà phai vậy nhưng mà cái hàng cái chân hàng, cái chân của nó mềm. Lấy cái hàng của khóa vàng 10 cũng đâu có nhiêu, cũng có 150 chứ đâu có ấy đâu.
Vâng, thì để qua hai bộ, hai bộ bên đó cho em đó. Để qua hai bộ kia qua cho em rồi đó. Như 52. Chị ơi, muốn đẹp, muốn tốt quá thì nên chốt cái cao cấp giúp em nha. Còn nếu mà muốn đeo thì đeo chơi chơi thì ba trăm mấy là đeo giúp em nha. Nha. Càm ràm em mệt lắm. Như bộ cũ, hàng cao cấp như bộ cũ. Giống mấy ngày không like buồn, em còn buồn nữa, buồn kinh khủng luôn. Mà nó ăn bữa giỗ lỗ bữa cài mà điều cũng phải đi chứ đâu có ấy được, có ngày cắm đầu cho công việc hoài cũng sẽ bị chết. Rồi bắt đầu em lên gì trước ta? Em với chị ơi, một hồi nữa cuối like ha, em có một rổ nè, hàng cũ nè nghe. Sưu tầm giúp em cuối like nha, đừng có chị nào hối bắt em phải lên hàng cũ liền nha. Tại vì em còn bán hàng nữa. Phật mẹ Quan Âm màu trắng nè chị. À, em và Phật mẹ Quan Âm màu trắng 250 nha. Mẹ Quan Âm màu trắng 250. Xi men cao cấp hình như là có một bộ ni có một bộ đi 50 à, có một bộ đi 50 2 triệu mấy, đi ghiền rồi hả? Không phải nhiều người á, cái mồ hôi muối á, cái mồ hôi của người ta mồ hôi muối đeo nó xấu. Ôi. Giờ em chưa biết lên cái gì luôn, bây giờ bắt đầu lên nha. Em có bông hai tua, em có dây xích, cái nhẫn này em cũng về luôn, có lắc này luôn. Đầu em lấy lắc này em ra đi, em ra bán cái đi. Xem xôm đây. Bảy trăm k lắc này, 700k nha mấy chị nha. Bán mà mấy đứa khác mà nó thấy em mà có nửa con mắt. Xin em cũ để con hai bộ đi 52 cộng nhiễm nha cô. À, con lấy hàng cao cấp hay gì? Hàng cao cấp là không có, hàng cao cấp là chỉ có đi 50, đi 50 với đi 50 với 48. Đi 50 với 48. Trời, chị có biết mồ hôi em mồ hôi gì? Đúng rồi, đeo ngày sáng. Chị có biết em mồ hôi gì? Em đeo thì cảm thấy ok thì em cứ đeo giùm chị, chứ chị đâu có biết em mồ hôi gì đâu. Ba trăm ga. Ba trăm k hàng thường hả? Hàng thường năm mươi hai nhiều lắm nè. Có một sắp nè, 54 được không con? 54 được không? Có nhiêu đây cô bán rẻ cho, nhiêu đây cô bán rẻ cho. Xi men cao cấp chị Kiền chị đeo mấy chị ấy, Kiền chị đeo là Kiền Bính em ơi, 4 chỉ 1,6 triệu. Còn dòng hội còn nghe Phương Phạm á, dòng hội còn nha. Hàng thường có gì được không? Hàng thường có gì được không? Hàng thường có gì được không mà cái gì đâu mất tiêu rồi. IV ơi, hàng thường có gì được không con? Có nhẫn cưới nha em. Nhẫn cưới nhưng mà nếu mà đúng đi thì chị đang đặt hàng về. Chốt xi men cao cấp cho em chưa? Chị để rồi nè, chị để hai bên qua đây cho con ấy, cho em rồi nè.
Rồi rồi con chốt cái này phải không? Rồi con chốt cái này cho cô bán rẻ cho. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 20 mấy luôn. 20 mấy luôn. 20 mấy chiếc luôn. Cô bán 400k thôi. Nó nhỏ mà nó mua hàng rất là dễ thương. Nó thật lòng. EV nè. Bán 400k thôi. Vừa bán vừa cho nó vừa tặng cho cháu. À, cái gì Cẩm Tú ơi, em nói cái gì á? Ni năm hả? Ni năm mà em lấy một chiếc phải không? Em lấy một chiếc hay gì? Em nhận bông rồi đẹp lắm. Rồi rồi, cảm ơn nha. Bông tua không? Bông tua có, bông tua có hai, bông bốn tua có nha. Bông bốn tua có. Ni năm nè Cẩm Tú ơi. Ni năm nè em ơi. Cắt chân em nhận rồi, đẹp quá rồi, cảm ơn em nha. Chiếc nhẫn màu vàng hột trơn. Cô ơi làm mới tiếng nha. Ha, cái đó ni năm là Cẩm Tú. Cái đó là cô đã làm rồi đó con ơi. Cái đó là đã làm rồi. Ni năm cho Cẩm Tú dồn đơn nè. Dồn đơn này nghe Cẩm Tú ơi. Cái lắc em đang đeo là 700k nha. Lâu rồi, cảm ơn chị, chào giờ chào chị. Rồi rồi một chiếc, chị lấy một chiếc coi. Cái chiếc nhẫn này. À, cho em coi đi. Ủa, Thương Hải gì nè, coi cái gì á? Bông tua hả? Bông tua nè, em còn một đôi nè. Bông bốn tua nè. Ờ mấy chị em có bông bi nè, bông bi nè, bông hai bi. Bông hai bi nha mấy chị nha, bông hai bi. Bông hai bi. Tua có ăn đôi, hàng cũ lên đi nay vẫn đẹp lắm. Rồi rồi, cảm ơn em nhiều nha. Rồi 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 rồi, cô gửi địa chỉ cho. Em vô inbox giùm chị đi Cẩm Tú ơi, vô inbox giùm chị đi. Vô inbox giùm chị nha. À, lấy em một chiếc nữa đổi. Em lấy một chiếc nữa đổi cho em một cái. À, có nghĩa là cái chiếc như thế này mà cái chiếc như thế này đúng không? Phương Phạm gì nè, em nữa vô inbox đi, em chụp hình nó cái mẫu nó như thế nào rồi 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 rồi, rồi chị gửi cho em. Để em thôi gửi chiếc được chiếc cái nữa em đeo nó chất quá à. Nha. 350 nè, 350 350. Hai bi nè em bán 320 thôi, 320 đi. 320. 320 miễn phí ship nha mấy chị nha, 320 miễn phí ship. Hai bi 320. Hai bi chiếc này nó dày hơn, 320 nha mấy chị nha. Miễn phí ship người ta bán 150, 350 không á. Có bông sắc tay, có lên như cũ không? Có chị Nguyễn Phượng ơi, à, theo dõi like giùm em nha. Theo dõi like giùm em. Em nói một hồi em mới lên như cũ mấy chị ơi. Hôm nay có nhẫn cũ nghi muốn không? Mấy chị ơi mà gửi bông tua cho chị Đặng Hồng nè. Rồi rồi, cảm ơn em nhiều nha. Dạ mai em chuyển khoản chị, tại chiều giờ em làm tới giờ em mới lên được, mới không chị. Em phải xuống like rồi em phải tính cho từng người rồi ra sao rồi bắt đầu. Đâu phải mình ôm chị đâu. Một lần bán là mười mấy hai chục người. Còn mấy 20 người. Chị lấy nhẫn hột đỏ ni 19 cho em. Sợi dây nhỏ trong cổ, sợi dây nhỏ trong cổ không có bán, có sợi dây nhỏ đâu nha đây nè. Sợi dây nhỏ này nè, nhóc chân dây nhỏ nè mấy chị. 400k, dây nhỏ 400k nha. Dây nhỏ 400k. Dây này dây nhỏ 400k nha. Nhẫn hột đỏ ni 18, nhẫn hột đỏ ni 18 hình như là cái ni 18 này không có nha, ni 17 nha. Nhẫn hột đỏ ni 17, 16 à, chứ không có 18. Em có chiếc nhẫn này nè. Đây nè.
19. Nhẫn màu xanh ni 19 nè, có nhẫn màu xanh ni 19. Mười tám để em thử cho. Có 18 cho. Rồi rồi, nhẫn hột xanh 68 kg. 68 kg có ni to, có ni to để em kiếm cho Dung Trần nè. Dung Trần để inbox coi, hình như là có một cái đơn xong một hoàng về đây. Ni 8 nè nha, để thay hột cho nghe Dung Trần ơi, thay hột cho nghe Dung Trần. Rồi rồi, còn cái hột đỏ là để thay hột đỏ qua nha. Không không có 22, không có 52 nha chị ơi, lấy nhẫn hột xanh 60. Cement cement có một bộ 50, chút xíu đi em ơi. Chút xíu đi nghe Hiền Lê ơi. Mà cái này em chốt cement là em phải cọc giúp chị nha, tại vì cái kia nó 65 kg. 65 kg thôi, ấy 68 kg là em lấy cho chị xay thật to mới được. Có một chiếc đó đã không vừa. Không có rồi chứ, cái này xe nhỏ không à. Chị lấy hộp này đi, có xe to xe chính là được không? Xanh này nè, được thì ok giùm em nha chị Thủy ơi. Chị Thị Thủy nè, được thì ok giùm em. Hiền chị đang đeo 1 triệu 4 bốn chỉ mấy đó, 1 triệu 4. Là ni 7, tay 7cm là ni 7 em ơi. 7cm là ni 7. Đây cái bộ này ni 50 nha mấy chị nha. Cái bộ này ni 50 nè. Cái bộ này ni 50 nè, đó. Ni 50 nè. Ai chốt giúp em. Đây ha. Nhẫn đá xanh ni 5 không? Nhẫn đá xanh 300k gọi cho chị Thủy nè. Nhẫn đá xanh 300k có ni 50 nha, có ni 50 nha. Là chiếc này cho chị này. Chiếc này nó to. Mai mốt em rút kinh nghiệm mình lấy chiếc to thật to cho chị mới được, tại vì nó không có vừa. Nhẫn tùy hưu ni mấy? Nhẫn tùy hưu ni nhẫn tùy hưu ni 6 nha Nhẫn Lê ơi. Nhẫn tùy hưu ni 6. Vậy lấy ni 7 đó cho em. Chị ơi chốt một dây đen hình, dây đen và hình mẹ màu trắng nha. Rồi 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 rồi. Cái này là 2 triệu, cái này là 2 triệu 2, 2 triệu 2 nha, bộ này 50 nè, ni 50 nè, 2 triệu 2. Rồi lấy ni 7 nè. Ủa rồi, 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 Dung Trần ơi, ni 7. Cái này ni 6 à, cái chiếc này ni 6 à, nếu mà em chốt ni 7 á, thì chị chốt chiếc khác nha. Có ni 8 nha, có ni 8 nha Dung Trần ơi. Chị ơi chốt. Rồi rồi cho Bảo An nè. Chốt một dây đen với mặt mẹ nè. Dây đen với mặt mẹ. Mặt mẹ màu trắng phải không? Mặt mẹ màu trắng phải không? Dùng cặp còn không? Còn Cẩm Tiên ơi, còn nha. Chị ơi, bữa nay có dây chữ công khoảng 3 chỉ trở lên. Dây chữ công khoảng 3 chỉ trở lên. Dây chữ công, có dây chữ công mới được không? Có dây chữ công 2 chỉ mấy à? Ừ, áo đó nào bỏ cho em. Bông tua dây đi chị. Bông tua dây chị có một dây đó hả? Chị có một bông đó hả em ơi? Chị có một bông đó hả? Nhẫn hột đỏ bao nhiêu? Nhẫn hột đỏ, 350. Nhẫn hột đỏ 350 nha. Rồi lấy màu trắng thôi.
chưa Lâm Nguyễn ơi. Chị ơi bao nhiêu xi-men hàng đó hàng cao cấp mà sao không bền em, hàng đó hàng cao cấp. Bữa nay có ai vô, có ai hỏi xi-men nó không vậy ta? Có ai hỏi xi-men nó không vậy ta? Em đây nè. 350 có 3 mẫu. Ủa 350 có một mẫu này. 320 có mẫu này. Em dẫn bài ca như cũ nha. 350 350 này nha. À em có bộ xi-men đi 48 nè, xi-men đi 48 hàng cũ mà đẹp gì nè mấy chị. Xi-men đi 48 hàng cũ mà đẹp gì nè, 4 bộ. 4 bộ à. Nó 8 triệu mấy. 8 triệu mấy mà bây giờ em bán nhiêu ta? Đi 48. Xi-men cao cấp như 54 không có. Chị có chữa không mấy tóc? À xi-men cao cấp như 54 có một bộ nha. Em nhận bộ xi-men được không cả. Rồi. Rồi rồi rồi, cảm ơn Mai Vàng nha. Chị lên bông sát tay. À, chị lên cái gì chị lên em ơi, chứ bây giờ kêu chị cũng không biết đường đâu nữa. Chị có muốn bông á thì chị xuống like đi, chị chụp hình cái mẫu qua cho. Ai chốt cái bộ này? Một cây máy. Một cây. Một cây rưỡi. Một cây rưỡi nó 7 triệu rưỡi chứ không cho ta không tới 8 triệu, 7 triệu rưỡi. 7 triệu rưỡi mà bây giờ cũ nè. Em bán cho mấy chị 5 triệu. 99% nha, chứ không phải mà mang tiếng cũ mà nó cũ xì cũ rít nha. 99%. 5 triệu, hai chốt giúp em. Xi-men cũ đi 50 không có. Xi-men cũ đi 50 có cái này. Xi-men cũ 50 có cái này, có hai bộ nè. Hai bộ xi-men cũ đi 50 nha. Chị nhận. Cái đó qua anh móc giùm đi Văn Trần ơi. Bữa nào mà nói chung là mấy chị ơi, chị nào mà em có chụp hình gửi mẫu qua thì mấy chị là nhận hàng được rồi nha. Còn mấy chị nào chưa có chụp hình gửi mẫu thì em chưa có nhận, mấy chị đừng hối em nha mấy chị nha, tại do việc theo nó đi tới muộn thôi, mấy chị đừng hối em. Em cũng chẳng có biết cái gì đâu. Cái này nó 3 triệu 8, 3 triệu 8 là hàng mới. Hàng mới cái này em bán mấy chị là 2 triệu. Em bán 2 triệu 2 có ai chốt không? Hàng cũ em bán 2 triệu 2. Có ai chốt không mấy chị ơi? 2 triệu 2 nha, 2 triệu 2 hàng cũ nha. 2 triệu 2. Chị cho em đôi bông nào gọn chút xíu. Em muốn ấy bông thì vô chụp hình gửi mẫu. Chị chụp hình gửi mẫu qua cho em ơi. Có đôi bông biết đôi bông nào gọn. Em cảm thấy vừa ý thì em ấy. Em cảm thấy em vừa ý thì em chốt. Xi-men hàng hội có cộng trơn không? Nè chị, cộng trơn nè chị. Cộng tròn hay cộng trơn? Cộng trơn đây. Cộng trơn là cái này đây. Ý là chị nói cộng tròn hay cộng xi-men 350 đeo hàng ngày bền. Xi-men đao 350 thì đeo bình thường nha. Cái hàng cao cấp là có thu doanh 10% nha. Có đó đi 48 mà Trần Thắm ơi, đi 48 nha. Xi-men của bao nhiêu tiền? Ủa em mua đi mấy? Đi 48 hả? Nãy em nói là mấy triệu ta? Chụp hình gửi gần là cái gì Nguyễn Thủy Nguyễn ơi? Chụp hình gửi gần là cái gì? Chị chụp hình cái gì gần á? Em hỏi cái em kêu chị chụp cái gì gần á? Ni 50, ni 50 hai bộ đó chị. Ủa, hai bộ cái này thì bộ bóng hả? Bộ bóng ni 50 chị lấy mấy bộ? Buồn ghê. Kêu cho em trả lại hai bộ xi-men không nói gì luôn. Ủa trả lại hai bộ xi-men không nói gì luôn là sao vậy? Em vô inbox giùm chị đi, nếu mà chị nhận được là chị gửi hết mấy chị ơi. Em nhận cái hàng được là em chụp hình em gửi hết cho mấy chị. Thôi lấy cho em nhẫn hột đỏ.
350k. Rồi cho Trần Thu này, nhẫn hộp đỏ 350k nè. À 5 triệu hả? Ờ à, đúng rồi, 5 triệu mà 4 bộ. Trời ơi mấy chị ơi, 5 triệu mà 4 bộ mà tính ra, tính làm bộ có 1 triệu, 1 triệu 2, 1 triệu 2. Ni 50 Nguyễn Hà ơi, Ni 50. Chị chụp bông tai gửi em xem. Ni 50 Nguyễn Hà ơi. Dây chữ công mấy tấc, em nói mấy tấc á, em nói mấy tấc á. Dây chữ công nói mấy tấc là mấy tấc. Nguyễn Huệ ơi, em có địa chỉ em xóa giùm chị đi, xi-men 350 hai bộ mà đi máy á, đi máy. Em nói 350 hai bộ mà đi máy. Nguyễn Huệ em xóa địa chỉ giùm chị nha. Như năm 2 không có nghe Trần Thắm ơi, năm 2 không có. Ni 58, 350 ni 58. Em không hứa nữa nè, ni 58, 350. Cú hồn, còn mấy bộ? Còn 2 bộ. Hơn nữa. Lấy 2 bộ 1 ly rưỡi ni 50. Là hàng cao cấp ý, hàng thường á hả Hiền Lê ơi? Lấy hai bộ hàng thường đúng không? Hàng hội có dây chuyền to không? Không, không có lấy dây chuyền. Có xi men không? Không có bán dây chuyền. Chỉ có xi men hàng hội thôi em. Chỉ có bán xi men hàng hội thôi nghe mấy chị ơi. Còn bây giờ á là em thêm một cái như gì? À, một bữa hai bữa nữa là em về dòng ống. Dòng ống của hàng hội nha. Rồi là em lấy hai món, tại cái mẫu dòng ống nó đẹp quá, nó hấp dẫn quá. Em chịu không nổi, kết cuộc em cũng phải lấy. Xưởng nó cứ chào hoài, nó cứ kêu réo hoài, thôi em lấy đại luôn chứ nó đẹp quá trời đẹp luôn rồi. Cái dòng ống á, xi men bóng 2 bộ đi 50 cho chị Hoàng Nguyên nè. Ừ là trần, cái này nó bóng khóm chết. Hai bộ đi 50 nè. Em lấy nhưng mà cái comment cha test cái mà em cũng biết nè. Hai bộ đi 50 luôn. Cho Lê Hiền luôn. Lê Hiền ơi, có cái đơn chưa nhận á, chị không biết nguyên nhân là sao mà cái đơn chưa nhận ở đây nè. Chốt thêm nữa chị cũng hơi hồi hộp. Tại vì sao có cái đơn kia mà không nhận nên không biết sao á. Em nói hai bộ đi, một ly rưỡi là hàng thường hay là hàng cao cấp đó Lê Hiền ơi? Hàng thường hay cao cấp? Chữ công hả? Chờ chị chút xíu, 5 tóc 6 tóc để chị coi coi. 5 thì 5, 6 là 6 nha. Đừng có 5 tóc 6 tóc, chị không biết đường đâu. Nó mô phỏng thì chị không biết đường đâu, chị tả luôn. Bán hỏi mà không trả lời, ngọt ngào ơi, em hỏi cái gì, em hỏi cái gì, nói chung là nhiều quá em cũng thông cảm giùm chị đi. Một mình nên chị mà chị trả lời gì là chị trả lời dữ lắm rồi. Em hỏi cái chữ công có cũ á, rồi rồi có em ơi, chất liệu gì vàng non, dòng ống về cho chị hay nha. Rồi rồi chị theo dõi like giùm em đi, hàng dòng cao cấp bao nhiêu một bộ. Dòng cao cấp tầm 2 triệu mấy bạn ơi, mình cân chỉ, ăn thua là to là cân một chỉ 500k tính tới nha. Ni 50 cao cấp bao nhiêu shop? Ni 50 cao cấp là 2 triệu 2. Nhận hộp đỏ tay em chị đeo. Cái này 300k đi mấy chị ơi, 300k nha. Nhận hộp đỏ này 300k. Cái này đi đi 7 em trả lời từ người mấy chị. Mấy chị đừng có cấu với em. Tại vì em trả lời từ người, trả lời không có kịp. Chiếc nhẫn hộp xanh ngón giữa ni máy. Thích ni máy có ni máy bạn ơi. Cái nhẫn tùy hưu, cho chị cái nhẫn tùy hưu,
Chị ơi, chị cái nhẫn từ hôn chị đi mấy á? Bộ 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 tròn đó đeo lâu ngày được không chị? Là cái gì? Hàng cement làm gì có phai, ý hàng cao cấp là gì có phai? Chị gái còng nhỏ chị đeo hai bộ hàng cao cấp, giá giá là giá gì? Hai bộ hàng cao cấp như thế nào? Hỏi nó cặn kẽ giùm em đi mấy chị ơi. Hàng cao cấp thì nó mấy ly bản nó bao nhiêu phân rồi nó làm sao mới nói giá biết được đâu, nói có bông sát tay có này gái, sao đồ mình không có. Có nghĩa là một là sai địa chỉ, hai là cái có nghĩa là bưu tá nó gọi không bắt máy, và ba là bị thuê bao có bao nhiêu thôi, chứ em cũng không biết bao nhiêu đó luôn, em cũng không biết nguyên nhân như thế nào. 5 tấc nè, cộng dây cong, cong mo 5 tấc nha, cong mo 5 tấc, 2 chỉ 3, 2 chỉ 3. Cái này em lấy là 900k thôi, 920k, em lấy 900k thôi. Rồi nhẫn tỳ hưu ni bảy màu xanh nè, nhẫn tỳ hưu ni bảy màu xanh rồi nha. Cái này ni bảy yếu chút xíu nha Vân Trần ơi, ni bảy ý như yếu chút xíu nha, yếu chút xíu nha, ni bảy á. Cao cấp Bali không có bạn ơi. Nay em có 2 cái dây khuyên lật luôn nè. À, dài hơn có không? Dài hơn hả? Dài hơn có nha, dài hơn có đây, có đây, có đây, có này hình như là nó 6 tấc nè, còn 6 tấc luôn nè, 6 tấc luôn, dài cực đích luôn. Chị hôm bữa có mua một bộ xi men nông ni 56 nhỏ không vừa, em đổi ni 58 bù tiền sao chị không trả lời? Ủa sao không trả lời? Chị có trả lời em rồi mà, chị có trả lời em rồi mà. Nhiều khi á, tin nhắn em gửi qua bên chị cười rồi cái tự động tin nhắn tự động nó trả lời cho chị cho em, là cái đó đó là chị tra nó sót dữ lắm, sót luôn. Cái tin nhắn tự động nó trả lời cho em rồi, là nó không có dấu tích để mà, cũng như là nó có không không có hiện dấu đỏ để mà đã xem rồi á, hiểu không? Nó không có hiện cái đó. 2 chỉ rưỡi, cái này 1 triệu. Em vô inbox giùm chị đi, Tuyết Minh ơi, vô inbox giùm chị đi. Rồi là xuống ấy, ngày mai chị giải quyết cho. Ngày mai chị giải quyết cho. Chứ đừng có nói là mất tích, không có. Đừng nói mất tích, em không có mất tích. Em còn bán đồ mà đâu mất tích đâu mấy chị. 3 bộ xi men 52 dòng bóng. Rồi, cho Phương Nguyễn. Em bán hàng mà em mất tích là em ăn cái gì mấy chị ơi? Đồ em bán hàng ngày mà. Nhưng chị nói mà nói chuyện mà không 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 sợ người ta buồn. Sáng cái chị kia chỉ như chị ấy chị nói mình hơi một gì đó. Dây cong 5 tấc có nghe chị, có nghe Nguyễn Thủy ơi, có nha cô Nguyễn, 3 bộ xi men 52 dòng bóng làm xài tể mình hơi á. Nói trên like nó ngon lắm mà sao mà hỏi mà không trả lời. Rồi 2 bữa nay thưa với mấy chị là em đi đá đám tiệc, em không có cầm cái máy điện thoại đâu mấy chị ơi. Không lẽ em ăn, em vừa ăn em vừa cầm cái điện thoại em coi như đứa con nít vậy đó, thành ra mấy chị cũng thông cảm. Điện mà không trả lời bắt đầu hỏi mà sao mà hỏi không trả lời. Nói trên like nói ngon lắm mà đổi tiền đổi đồ mà không trả lời này nọ, rồi cái là kết cuộc là 1,2 triệu, 1,3 triệu mà nhắn tin sau rồi thôi chị lấy 1,2 triệu em gửi qua chị chuyển khoản qua bà bắn thẳng cho chị 1,3 triệu luôn đó chị. Đâu có giàu có gì mà mấy trăm ngàn đó mà làm giọng xài xẻ nó quá trời quá đất, khi dễ người ta quá trời. 3 bộ vòng bóng nè, chị nói chuyện coi thường người ta quá.
nhẫn chị đeo. Cho chị xem nhẫn rửa chị đeo. Đây, 300k nha mấy chị ơi, 300k. Rồi, để cái đó mời chị lên móc nha. Cái nó kêu vậy, em nghe ồn quá. Cái ấy, chị ơi, cái máy. Chị ơi, dòng hội có bay màu không? Dòng hội thì không. Kiềm bính bao nhiêu? Kiềm bính 1,4 triệu em ơi, kiềm bính 1,4 triệu. Dòng hội là nó phai là không phai, nhưng mà em đeo là nó hơi cực tí xíu, có nghĩa là em thường xuyên em lau chùi giùm chị. Em thường xuyên lau chùi giùm chị. Tại vì nếu mà chị nói mà nếu như em mồ hôi muối á, em mồ hôi dầu á thì em khỏi lo, còn mồ hôi muối là em phải chịu thôi. Nha, tại vì nó có 300 mấy à, đừng đòi hỏi chị nhiều quá, thành ra chị cũng không, chị cũng muốn làm đẹp lắm nhưng mà không có, chị kiếm mua mà không có để mà bán. Chị cũng muốn ngon lành mà rẻ cho mấy chị lắm. Em lên dây nhỏ em bán cho mấy chị. Em thôi, khách cứ hỏi dây nhỏ hoài. Có cái dây này mà mấy chị hỏi mua hoài em cũng biết sao luôn. Đây nè, em lên dây nhỏ này em bán cho. Em xài xà bông thoải mái. Giặt tẩy thoải mái, giặt rửa thoải mái. Đó, dây nhỏ này y chang luôn ha. 400k một dây. Nhẫn cẩm thạch đó có hộp đỏ không có chị, em có gì em bán nấy nha chị. Coi dây cong như mo cong. Đây dây cong này nha. Dây này 5 tấc mà. Dây này 5 tấc rưỡi. Dây này 5 tấc rưỡi. Ủa nãy em lên cái dây ấy đâu rồi ta? Ủa có dây 6 tấc rồi nãy ai hỏi đó có chốt không vậy? Khổ lắm. Hỏi mà không ấy thì gà không lên á thì la mắng em mà tới chừng lên rồi. Em còn thêm một cái này nữa. Đâu ta? Cái này 900k nha. 900k nha mấy chị ơi. 900k nha. Em còn cái này nữa nè. Dây 5 tấc chắc có 800k hả? Tại vì cái đó nó 900k là 5 tấc rưỡi. Đây để kiếm dây 5 tấc cho. Rồi dây này 5 tấc nè. Tám trăm tám mươi k. Em lấy 850 thôi. Đây này dây 5 tấc 850. Em gửi lại chị dây bi lấy kiềng bính. Chị cho em gửi lại dây bi. Dây bi gì? Dây bi gì? Dây bi đó hả? Dây bi đó em mua, nếu em gửi là 50 á. 50 á. Nhẫn kim tiền bao nhiêu? Nhẫn kim tiền 150. Nhẫn kim tiền 150 nha. Mấy chị ơi em có cái nhẫn này nè. Em có cái nhẫn này 300k này. Nhẫn này 300k nha, hơi bị đẹp nha mấy chị nha. Em về được có mấy chiếc, mấy màu à. Em về được có mấy chiếc à. Đây nha, 300k nha mấy chị nha. Chốt mã mặt vuông. Chốt mã mặt vuông 300k nha. Nhẫn hột xanh còn có ni 8,5 không? Xanh tròn có ni 8,5 không? Lấy cái mặt Chanel. Lấy cái mặt Chanel. Dòng xi măng chị đeo bao nhiêu một bộ? Lấy chiếc 300k. Chị ơi em để em coi coi chiếc 300k. Chị ơi cái này nó không có cái xay 8,5 gì nè. Chị đồ nguyên đỏ ơi. Trời ơi, qua đây quay qua bên đây cái cam này không quay. Đây nè, không có cái 8,5, có cái 7 à. Có cái 7 à. Cái 300k không có xay lớn, là để em coi còn có xay lớn không. Không có xe lớn chị ơi. Nó khổ vậy đó, cái này không có xe lớn. Cái 300k này nó đi 7,5 à. Đi 7,5 là hết đá rồi. Đi 7,5 là hết đá rồi, không có xe lớn. Em coi cái chiếc tuốt ở trong này nè. Ủm ba la là coi. Không, 7,5 à.
Rồi em muốn gửi gì thì gửi. Em gửi gì thì em gửi. Đâu có gì, gửi qua cho chị đi, gửi qua cho chị. Lấy mặt Chanel. Mặt Chanel mặt bự hay mặt nhỏ? Mặt Chanel mặt bự hay mặt nhỏ á? Mặt Chanel mặt bự hay mặt nhỏ á, Nguyễn Thi ơi. Kiều Nguyễn Thị gì nè, mặt Chanel bự hay nhỏ đây? Mặt Chanel đó là 350, còn mặt Chanel 300, còn mặt Chanel 200 nhỏ xí xí. Nhỏ xí xí 200. Lấy cái nào? Em có cái kiền cũ nè mấy chị. Em có kiền cũ nè. Cái kiền cũ. Mặt Chanel nhỏ phải không? Em Chanel nhỏ. Rồi rồi. Lấy em nhẫn vuông 300 đi 750. Nga Nguyễn. Nga Nguyễn nè. Nga Nguyễn inbox cho địa chỉ giùm chị nha. Có lắc nghe theo dõi like giùm nha, có lắc theo dõi like giùm. Ni màu tím, ni 6,5, ni màu tím ni 6. Màu tím ni 7. Màu tím ni 7 được không? Không Nguyễn ơi, màu tím ni 7 được không? Ni 6 thì có màu màu vàng. Ni 6 có màu vàng. Có màu đỏ này, màu cam này nè, ni 6 nè. Ni mấy gái Nguyễn ơi, ni mấy, ni mấy, ni mấy. Rồi chào tiền phan nha. Ni mấy gái Nguyễn ơi, gửi nhẫn vuông mà ni mấy lên cho rõ ràng giùm em mấy chị ơi. Như năm tóc với mặt luôn. Ni 4 hả? Ni 4 để chị coi coi. Vì ẩn comment giùm em đi, công việc hôm nào ủng hộ chị. Rồi vì ẩn comment rồi đó, vì ẩn comment rồi đó. Nhiều người hỏi sao mà em trả không trả lời. Lấy mặt Chanel nhỏ đi Thi. Rồi rồi rồi. Vì ẩn comment rồi đó, nhiều người hỏi rồi, nói hỏi sao mà hỏi sao em không trả lời. Vì ẩn comment đó mấy chị ơi. Em nhận hàng rồi, đẹp xuất sắc rồi, cảm ơn. Cảm ơn Tuyên Thành, Tuyên Phạm, Tuyên Phan nha. Tuyên Phan nha. À, Thơm Nguyễn nè, Thơm Nguyễn em hỏi các chị ơi, em hỏi trả lời giùm em đi, cái em không chốt cái rồi ấy rồi la em. Hỏi trả lời giùm em đi mấy chị, em nói là không có hộp đó, bây giờ mấy chị trả lời giùm em nha, cho số điện thoại luôn đi. Ok, mặt đỏ miễn xe, miễn là ni 6. Lấy hộp đen phải không? À, mà em lên số điện thoại Ngao Ngọc, Ngao Nguyễn ơi, lên số điện thoại Ngao Nguyễn ơi, lên số điện thoại giùm nha. Không kịp mà còn bị gáy nữa. Không có lấy màu đen cho em đâu, tại vì cái kia người ta có người lấy rồi. Có một chiếc nhẫn đen một à, có người lấy rồi.
Em lên số điện thoại giùm nghe Nga Nguyễn ơi, em vô em bóc cho số điện thoại giùm nha. Khổ quá, tối ngày bỏ cho em hoài à. Chị mất đám tiệc em ơi. Kim Hồng nè, mất đám. Chốt nhẫn kim tiền đi 7 đi. Rồi nhẫn kim tiền đi 7. Mấy chị ơi, kim tiền đi 7 em hết rồi. Hết rồi, còn đi 6. Đi 7 hết rồi, còn đi 6. Còn đi 6 được không mấy chị ơi? Nhẫn vuông hộp đen 62 kg, hộp đen hết rồi. Hộp đen hết rồi. Có lấy rồi, Nguyễn Thúy ơi, có Nguyễn lấy rồi. Cho xem chiếc nhẫn hộp xanh kế ngón út. Hội Trần nè, chiếc nhẫn kim tiền đi 6, ấy đi 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 7 hết rồi còn đi 6. Nhẫn vuông bô 300 mấy chị ơi, nhẫn vuông 300 em nhận hàng rồi. Chị đo cũ mà đẹp vậy. Ừ. Bông tay hộp xanh đi 7. Nhẫn bông bông. Nhẫn bông này đi 6 ha, đi 6 nha. Đi 6. Cái nhẫn này là của một khách mới mới bơm về nè. Có nghĩa là kêu em thay hột mà hai ba lần, thay kêu thay hai ba lần, thay đã rồi kết cuộc đi đeo đi 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 đơn rồi bơm nè. Đây nè. Em lấy màu cam á, màu cam nãy chị nói màu thì màu cam, lấy màu cam. Lấy cho chị nhẫn hột xanh tròn đi 7 rồi cho chị Quyên nè. Lấy một dây 5 tấc với nhập mặt Chanel rồi. Thưa Nguyễn Thị ơi, Nguyễn Thi ơi. Vậy lấy nhẫn hột vuông màu cam. Rồi lấy màu cam. Màu cam đi mấy á. Màu cam đi mấy, mấy chị ơi lên đi giúp em đi mấy chị. Khổ quá mấy chị lên. Comment mấy chị chốt đơn, mấy chị lên đi giúp em đi. Rồi chốt đi rồi cái em đi đơn. Có nghe em ơi, có bộ nha. Lấy nhẫn vuông đi 15. Nhẫn vuông đi 15, bây giờ mình lấy màu ngẫu nhiên nha. Mình lấy màu ngẫu nhiên nha bạn nha. Còn 17 ấy, còn đi 7 không? Năm rưỡi được không? Đi 5 rưỡi được không? Màu cam 62 kg. Hai cam 62 kg là đi 7 á. Chị Nguyễn gái nè. Rồi cảm ơn Hoa Hồng Gai nha. Chị Nguyễn Thu nè, Nguyễn Thu lấy đi 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 đi. Đi năm mà màu em mới nói màu gì quên mẹ nó rồi. 5 rưỡi được không? Màu vàng. 5 rưỡi màu vàng được không? 5 rưỡi, 5 rưỡi. 7 rưỡi hả? Khổ, để em kiếm cái 7 rưỡi ra gửi cho chị cái nhẫn xanh chị đeo ngón giữa đi 5 nha. Xanh trái, xanh trái, trái là bên này 300k nha, 300k, 300k. Rồi đi 7 rưỡi. Ni năm. Cái chị ơi, ni 5 rưỡi được không? Ni 5 rưỡi được không? Chị nào chốt đơn nè. Có ni 5 rưỡi được không? Em đây nè, ni 5. Ni 5 rưỡi được không? Chị nào hỏi nè. Xanh 5 rưỡi nè, xanh 5 rưỡi cho Nguyễn thì thôi Trần Thị Thu nè. Chị Trịnh Dung ơi, 5 rưỡi được không? 5 rưỡi. Nhẫn bông chị đeo bao nhiêu vậy?
Nhẫn này 270 nha, nhẫn bông này 270. Simen 320, 350, 320 có, 350 có. Không có sóng. Nhẫn xanh đeo ngón giữa này 350 nha, nhẫn xanh này 350, cái này cũng 350 luôn. Ấy cái này 300 nha, cái này 350, cái này 350, cái này 300. Chốt nhẫn xanh 300, chốt nhẫn xanh 350, đá dài chị đeo. À, cái đá dài này ni to nha, 60kg vừa không vừa nha, ni 7. Cái đá dài này ni 7 nha, cái đá dài này ni 7. Em đi 5 vuông chị. Rồi gái Nguyễn đi 5 vuông rồi. Ở Trần Thị Thu hả? Trần Thị Thu đi 5. Lắc hột xanh bao nhiêu tiền? 700k nha chị ơi, 700k. Ờ ni 5 vuông hồi nãy nói rồi là ni 5 rưỡi, 5 rưỡi chứ không có 5, ni 5, 5 rưỡi nha. 5 rưỡi. Có gửi nha, có gửi qua Malaysia, có gửi bạn ơi. Rồi hết nước luôn. Lấy nhẫn xanh. Nhẫn xanh cho Thanh Trương. Phí qua Malaysia dưới nửa ký 850. Chị muốn mua dòng Simen mà mồ hôi muối. Nếu chị mồ hôi muối chị đeo hàng cao cấp đi chị. Chị mồ hôi muối chị đeo hàng cao cấp, dồn đơn nhẫn vuông và nhẫn bông và nhẫn bông. Rồi cho chị Nguyễn gái. Rồi để em lên, đem lên nha hàng. Em vô hộp xanh. Muốn cái gì thì vô inbox giùm nghe Trần Thị Thu ơi, vô inbox giùm chị đi, chị đổi hộp. Tại vì cái xác nó bây giờ là cái xác nhẫn nhẫn ni đó rồi. Nhưng mà em muốn hộp gì thì chị lấy hộp nấy. Muốn thay hộp gì chị thay hộp nấy cho nha. Tự nhiên cái comment nó cứ ngắt luôn rồi đó. Tự nhiên cái comment nó kẹt cứng luôn đó chị. Comment nó kẹt cứng luôn. Có bị ấy không? Đây nè, có bị ấy, nó bị ẩn comment nè, ấy nó ấy nè. Bị ẩn comment rồi đó, nó kẹt cứng luôn rồi đó. Kẹt cứng luôn rồi. Cái bộ này 220, 2 triệu 2 nè, có ai chốt không ạ? À? 2 triệu 2. Hàng cũ em chưa có làm mới. Cái này mới em làm mới chát rồi cho nghe, 2 triệu 2. 2 triệu 2 chấm bài mấy chị ơi, tự nhiên comment đấy, cái comment nó kẹt cứng á. Lên nhẫn cũ đi, chờ chút xíu nha. Đây nha, 2 triệu 2. Ni mấy chị? Ni 50, 2 triệu 2 đó, ni 50.
À, cái đó em về chị làm mới về, em về em đeo trang với cái bộ vòng của em được á, thoải mái 18 cm thoải mái. Tại vì nó cái này nè, nó lúc nào nó cũng làm cái tăng đưa chà bá nè anh. Chứ 19 luôn. Nó 19 luôn nữa. Kéo ra tới 19 luôn nữa. Ô đẹp lắm chị. Hơi bị sang. Hơi bị sang, bị sang. Không nha chị ơi. Không phai nhé. Hàng em có bán hàng cũ là hỏi chị là có phai hay không rồi chị biết rồi nha. Cái này để em làm nè, cái này mời em làm mới lại nha, cái dây cũ nè, cái dây cũ nè, dây cong dây cũ nha, cái này hai chỉ mấy, hai chỉ 6 tấc. Cái dây này em bán 600k, ai chốt giúp em cái dây 600k nha. Dây mo 600k. Dây mo 600k nha. Chào Tiên Võ. Ximen hàng cao cấp cũ 54. Không có gì 54 nha chị ơi. 600k nha mấy chị ơi. Cũ 600k. Rồi rồi rồi. Số hoa hồng nè. Hồi chiều nó em mấy cái em mở cái này ra. Hồi chiều là về là em chỉ có quay thôi chứ em chưa có làm mới lại thôi, em chỉ quay bóng thôi chứ em chưa có phun, em chưa có phun phun bụi ra. Hoa hồng gai nè. Để ghi vô cái 600. Để chị cái lắc tay màu xanh nha, lắc tay màu xanh rồi mặt Phật Di Lặc màu xanh nè, rồi rồi địa chỉ cũ chị Hoàng Nguyên màu xanh nè, mặt Phật Di Lặc nè. Nói nghe nè Trần Cẩm Thu ơi, à, chị nói là cái hàng, chị nói là cái hàng đó hộp mà hộp ni ni thì chị đã lấy rồi, cái màu đó chị đã lấy rồi, nhưng mà em muốn màu xanh á thì chị lấy màu xanh nha. Cái Phật ông Di Lặc đó 350 thì em có một mẫu đó chứ đâu có bự nữa. Mà Trần Thị Thu nè, cái mặt gì ấy, cái nhẫn đó đó, chị nói là em muốn thích màu xanh chị thay màu xanh nha, còn em muốn xả cái bỏ cái đơn đó thì chị xả nha, tại vì hồi nãy là chị đã nói rồi, em thích chị vẫn lấy cái ly đó cho em muốn lấy màu xanh chị vẫn thay cái hộp xanh cho em. Gắt nhẫn xanh giá bây xa sao, còn gái Nguyễn ơi còn nha. Cái lắc này là 700k, cái nhẫn này là 300k, là 1 triệu, cái set này là 1 triệu nha, hơi bị sang luôn, hơi bị sang luôn. Cái set này là 1 triệu, mình có cái mặt nữa nha, có cái mặt đeo luôn, có cái mặt tròn luôn, cái mặt tròn nó có đính,
Rồi rồi rồi, lấy rồi chị. Em lấy rồi. Cái mặt này là đây nè. Cái mặt này 250 thôi, em chơi khô máu với chị luôn, 250 thôi. Mọi người chờ chút xíu nha, chờ chút xíu nha Cẩm Tiên ơi. 250 luôn nè. Ximen 320 nè em, chị lên nãy giờ, chị lên nãy giờ mòn mổ luôn 320 nè. Nè hồi nãy hình như em chốt rồi mà. Rồi bây giờ em lên lắc hộp với mấy chị ơi, lắc hộp nghe 700k. Lắc hộp 700k nha, trời nước nó còn đóng ở đây nè. Chiều em gấp em làm. Dây công đó 2 chỉ. Dây mo đó 2 chỉ. Mà cái dây đó người ta chốt rồi. Cái lắc 700k có ai chốt không ạ? À? Cái lắc này để coi ni mấy nha. 700k ni 50 mấy chị ơi, lắc 700k ni 50. Lắc 700k ni 50. Lắc 700k ni 50. Lắc 700k ni 50 nha. Có nhẫn ni 6 ha chị Tuyết Mai ơi, có nhẫn ni 6. 700k ni 50. Mẹ hết miếng nước rồi. Rồi cho chị lấy mặt cho chị đủ nguyên nè. Chốt những vuông ni 4 cho em không. Không có ni 4 rồi gái ơi. Không có ni 4. Coi xi men lấy 3 bộ. Ni mấy bạn ơi? Chiếc nhẫn tóc đen còn không? Chiếc nhẫn tóc đen. Thật anh tóc vàng chứ không có tóc đen bạn ơi. Thật anh tóc vàng chứ không có tóc đen. Này nè nghe. Tóc vàng, thành anh tóc vàng 400k. Ơ xe men đường đều không có bán. Ni 48 này nè, có gì? Có ni 48 nè, đây nè. Cũng giống như thứ đang đeo vậy nè. Cũng giống như thứ đang đeo. Tại vì đeo em làm biến lột ra lột vô quá mấy chị. Lột ra lột vô biến quá. Đây nha, giống như thứ đang đeo nhưng mà hàng này hàng cũ. Hàng cũ nha. À, cái này nó 8 bộ, nó 4 bộ nè. 4 bộ. Không có ni 56 nha. Thì có ximen. Không có 56. Em còn một cái lắc hộp 700k nữa nè. Chiếc này hả? Chiếc này 10 mới thảy thì đang mất tiêu nữa. 15 năm. Còn 2 chiếc lận. Còn 2 chiếc lận. Còn chiếc 17, chiếc 15 năm á. Khổ thân em, bây giờ kiếm không có mà tới chừng xuống like rồi kiếm có nó tức. Nó tức muốn xôi xôi bọc mồm.
Xuân Diệu ơi, đây nha. Vậy đi rồi bắt đầu rồi mời kiếm đi cho. Không có cũ 52 mà cũng chẳng có đi 54 luôn nha. Cái này nay nè, lắc nay nè 700k có ai chốt không ạ? À? Chiếc lắc nay 700k. Được được Quỳnh Loan ơi. Nhẫn hột trắng 55kg đâu vừa không? Nhẫn hột trắng. Bảy trăm ca nha. Lắc nay 700k ai chốt giúp em, lắc nay 700k. Chào anh Hoàng nha. Lắc nay 700k nha mấy chị nha. Vậy chốt em nhẫn. Rồi 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 chốt rồi chốt rồi. Nhẫn 6 dừa, dừa Cẩm Tiên ơi. Năm lăm ký, ni 6,5. Chị cho em coi chiếc nhẫn vàng chị đeo. Đây nha. Chốt hai bộ xi men. Rồi là Hồng Nguyễn nè, vô inbox cho địa chỉ đi rồi em chốt đơn. Vô inbox cho địa chỉ đi Hồng Nguyễn ơi, là chốt đơn liền. Rồi Cẩm Tiên ơi. Được, lắc mới làm mới, lắc nay làm mới được. Tại vì hồi chiều này em chỉ có là em chỉ có quay bóng thôi, em chưa có làm gì hết trơn á, em chưa có làm gì hết trơn á. Cảm thấy chốt đơn mà cảm thấy cái màu nó đẹp á thì ok giùm em. Nếu mà cảm thấy màu không đẹp thôi, xả ra đi là ok. Chứ vẫn nhàn mấy tiền 270. Chị có biết em đi du ký, chị đâu có nắm hết thì khách ấy đâu. Chị đâu có nắm khách hết đâu. Rồi Bảo An ơi, có chốt chiếc lắc này đó không? Bảo An ơi, có chốt chiếc lắc này đó không? Em còn cái vòng ngọc nữa nè. Cái vòng ngọc này 350. Cái vòng ngọc. Ủa, cái vòng ngọc này 400 chứ. Vòng ngọc chứ không phải vòng cẩm thạch. Vòng ngọc 400. Vòng ngọc 400 nha chị nha. Vòng ngọc 400. Không, cứ đi 54 đeo không vừa. Ủa, năm em 54kg hả? Sao decimal là 52 vậy? Rồi vừa mà, tay chị 52, chị đeo dư gân khúc vậy nè. Vừa Bảo An ơi. Mời em làm mới lại, nếu mà chụp hình mà cảm thấy không đẹp thì coi thôi chị ơi, xả đi nó không đẹp, nói vậy đi. Cho em đổi không lấy nhẫn, lấy bộ đi 50. Em lấy xi men đi 50 mà xi men mấy á, xi men bản 350 hay là 320. Dòng ngọc đi 50 à nha. Lắc cũ đi 54 không có. Dòng hội là chuẩn vàng 18 luôn. Dòng hội thì nó đẹp lắm, nó đẹp lắm. Cao cấp có ha, thì Nguyễn Thị gì nè, có ni 48 nha, có ni 48 nha Nguyễn Thị ơi. 48 có 4 bộ nè, 48 có 4 bộ. 48 có 4 bộ. 4 bộ lên lấy 5 triệu á. 4 bộ mà lấy có 5 triệu á. Một bộ tính ra 1.250.000 à, bán lẻ thì 1.3. Bán lẻ là 1.3. Dòng ngọc ni 50, 350. Ê 400k, 400k. Nga Nguyễn nè. Nga Nguyễn lấy bộ 50 nè. Cái bộ đi 50 là 350 nè.
Cement chiếc hộp xanh chị đeo ngón trỏ bao nhiêu tiền? À, chiếc hộp xanh này 400k nha, tại vì này hàng tốt, đá tốt á, chơi vàng thì vẫn y chang, đá tốt. Ni 50. Em vô inbox em nhắc giùm chị nha, mà em nhắc giùm chị nha Nga Nguyễn ơi, em nói ở xã Nhẫn lấy xi men nói vậy đó. Để thôi chị cắm đầu cắm cổ chị làm, chị chốt hai cái rồi đi đơn rồi hoàn về, nó mất công lắm, nó phiền lắm. Em vô inbox em nhắc chị đi, tại vì chốt mà thảy ở dưới đó mà kêu mà moi lên mà kiếm đơn nữa nó mất thời gian lắm. Giờ mấy chị cũng nên nhớ là chốt cái nào chốt chắc ăn giùm em đi, đừng có đổi tới đổi luôn, phiền em dữ lắm luôn. Chị để em xem một chiếc hộp xanh nữa nha. Đây 400k, bông hai tua hả, bông hai tua, bông hai tua có cái này có nha Minh Anh ơi, Nhẩm Thanh nhận những xanh cẩm thạch có nha. Đây bông hai tua, cái chị ơi chờ chút xíu em lấy nước em uống nha, để hồi em thuộc lử em chết à. Lúc em chiếc hộp xanh đi 18 19 được không? 19 được không Xuân Diệu ơi, 19 được không? Bông hai tua đó 250. Bông hai tua đó 250. À, sợi dây chuyền chị đeo trên cổ bao nhiêu một sợi? Một nùi luôn. Ông chốt nghe, dây mo nha. Rồi dây nhỏ nha. Đó chốt cho rõ ràng giùm nha mấy chị ơi, đây là dây nhỏ này chốt cho rõ ràng giùm nha. Thấy em nha, đau đào hoa, đào hoa vậy nè. Cái mặt bi xanh em coi chị, cái mặt bi xanh gì? Bi xanh em hết rồi mấy chị ơi, bi xanh em hết rồi. 19 lợn rộng lắm. 19 thoang thoang thoang. Để coi còn có chiếc nào không? Để còn chiếc nào không? Đừng khoan hắn thất vọng chị ơi. Mình khoan hắn thất vọng. Chị em khùng khùng em kiếm ra được chiếc rồi ha. Ui. Đây, hai ba chiếc đây. Trời ơi. Ni 7,5. Ni 7,5. Hai con chiếc đi 4 nè, con chiếc đi 4 nhỏ xíu nè. Ni 7,5, ni 7,5. Xuân Diệu. Em nói thiệt nha, tại em chưa cái lại ra. Cái rổ này em chưa làm mới, em lười lên quá à. Để mời em làm mới em lên chị ơi. Tại vì nó chưa có làm mới, nhìn cái màu nó không có đẹp. Nhìn cái màu nó không có đẹp, em cũng lười bán. Mời đi, mời em lên đi. Chưa có làm mới lại. Rồi mỗi cái á, thí dụ như mỗi chị chốt và em mất phành ra một đơn, cái em chạy lại em làm mới cái, cái em chạy cái gặp cái đơn cũ, cái bắt đầu em chạy lại em làm mệt lắm. Làm một rổ như làm lượt đương rồi mời bắt đầu lên đây. Vậy nó dễ.
lấy chiếc đi chính nè, bông thua 300k mà chị bán lỗ gì? Bông thua 300k không, cái bông đó, bông bông hai ấy, bông hai dây đũa dưới, hai dây đũa nó khác, rồi bông tua nó khác, cái hai dây đũa nó khác đây nè, hai dây đũa nó khác nè, cái bông tua kia nó khác và hai dây đũa này nó khác nè, nè ha, nó ngắn hơn. Bán 300 đó mà không còn một đôi thứ hai, kiếm một đôi thứ hai là không bao giờ có, còn đôi một. Chị cái tập chị bán cái nào ấy, một cái tuốt cái này cho nó hết à. Cái bông, cái nhẫn màu chín ra ta. Nhẫn màu chín nó thấy đâu ta. Trời đất á, mới gặp được chiếc nhẫn 10, chiếc nhẫn kia bán được rồi, chiếc 19 thấy cái ác nông tiên nữa nè. Cũng như 19 nha, gì em hết hai đeo rồi. Rồi. Mỹ Tiến Trương nè. Mỹ Tiến Trương bây giờ. Xuân Diệu phải chiếc này hồi nãy không, hay là gì? Em đi thảy lộn cho người ta đi không biết nữa. Cùng đâu phải lộn nữa. Hỏi chiếc này 19, em 10, 18 không? 18 rồi còn chiếc 19 đâu? Chiếc này 10, 18 rồi. Còn chiếc 19 bỏ đâu? Trời ơi, bỏ luôn lỗ này mấy chị, bỏ luôn lỗ hàng cũ á, cùng tới nước rồi trong lỗ. Kiều Quỳnh nó nói trong lỗ. Ba chỉ hả? Ba chỉ không có đây em ơi. Hai chỉ mấy à Kiều Quỳnh nó nói trong lỗ á, không biết cái nước khùng của em nữa. Chị Hoàng thì Diễm cũng nói trong lỗ. Cho coi cái bông tua đầu tiên, tìm tiết tóc vàng đi 16. Rồi. Ô mấy chị ơi, nó đẹp ghiền xỉu luôn. Nó đẹp ghiền xỉu luôn nè. Rồi bữa nay em có cái này nè nha, 350 nè, 350 em về nhẫn này 350 à. Hàng cũ mời mới lên nha, mời mới lên nghe nói Mi Bảo Phương nè. Trời không ai thấy. Sao vậy? Cho chị xem Simen Hội. Rồi Simen Hội. Đây nè chị ơi. 320 nha, 320. 320 chị ơi, 320. Còn cái này là 450. 450 nha, Simen Hội 450. Rồi là cái này á, nó 350. Cái này nó 350. Rồi chị lên đi máy, lên giùm em đi. Mũi ba đó. Mũi ba đó mà vậy đó. Có dây cũ mà bây giờ đi dây cũ mời hay lên đi. Nó chưa, nó nhìn thấy nó không có đẹp không thì nó không có lên. Đã chưa có xả màu ấy rồi nhìn thấy nó không đẹp không. Mời hả lên dây cũ. Dây chuyền ống trúc đó 1,9 triệu. Chị đưa lên đi mấy vậy chị? Chị đưa lên là cái gì? Chiếc này hả? Chiếc này đi Trà Bá lên. Cái chiếc này đi 18, 19 vậy á. Này 18, 19 vậy á. Hai chiếc. Còn này 300 nè. Này 400 nè. Này 300 nè. Lý
biết bông hay tua rồi 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 thông cảm dùm đi lý tuyết ơi, cái chiều trong tin nhắn mà đâu có thấy đâu, có sợi dây nhỏ không có. À, sợi dây đó hả, sợi dây ống trúc có dây nhỏ, có mấy tấc, năm tấc, năm tấc, năm trăm, năm tấc rưỡi, năm trăm rưỡi, mà em hình như em có bốn tấc rưỡi với năm tấc á, bốn tấc rưỡi với năm tấc á, đây nè. Mấy chị nhiều khi trên lên like thấy em ngáo ngáo khùng khùng chắc cũng mắc cười lắm ha. Không, không có, đi nhỏ quá không có. Dây cũ không có lên, mơi mới lên. Nghĩ bữa không like mà nhìn đẹp quá ta. Nó cũng vậy hà. Nó cũng vậy hà. Cái này là 4 tấc rưỡi hả. Dây này 4 tấc rưỡi, 400 rưỡi. Mắc cái hàng này không có đo được gì chứ. 4 tấc rưỡi nha, 400 rưỡi này, dây này 4 tấc rưỡi, ống trúc 400 rưỡi nè. Tiền đỏ ơi, ống trúc 400 rưỡi nha. Ống trúc 400 rưỡi, 400 rưỡi. Ống trúc, ống trúc, ống trúc. Đây nè, em có cái lắc này nè, lắc buộc cạp nè. Lắc buộc cạp nè. À, lắc cẩm thạch bao nhiêu tiền? 700k nghe Liên Thúy ơi, lắc cẩm thạch 700k. Dùng hộ đó đeo đeo không? Nó đen đen không phải đen mà trắng nó không trắng, nhưng mà em đeo em chịu khó em lau chùi nó, vệ sinh nó sạch sẽ thì nó rất đẹp. Em cứ vệ sinh đi, tại vì nó không có phai đâu, em đừng có lo. Càng sạch sẽ, càng mình càng vệ sinh nhiều thì nó càng đẹp chứ không gì chân. Dây chữ công có 2,5 triệu lên, có đưa em xem với lần em chốt. Em ơi, chị nói là mơi á, mơi chị làm dây chữ công lại chị ấy. Biết sao không? Em lên đồ cũ cũng được nữa, nhưng mà có cái á, thí dụ như lên chốt đơn này cái đồ cũ, cái bắt đầu cái nhìn không đẹp, cái mắt em xách một chiếc em đi xách em làm, cái anh hỏi cái em chốt đơn cái thấy đồ không đẹp cái em xách đi làm rồi á, theo tại vì tại sao nguyên rổ này nè, em không làm nguyên rổ cho nó lượt luôn để mãi rồi bắt đầu em xách từ chút từ chút từ chút. Mấy chị thông cảm giùm đi, chị thông cảm giùm em đi. Cái lắc ni một cạp này nó cũng có ni 54 à, không có ni to đâu, ni 54 à. Ờ vàng này mà hỏi vàng vậy, vàng vậy chị, hỏi vàng này vàng gì là không có mua được đâu. Theo dõi like mà giờ này mà hỏi vàng này vàng gì sao mua. Đắt chị cầm 700k, đắt chị cầm 700k để coi con đi mấy ha. Cái này hình như ni 54 á, đắt đang cầm là ni 54 các bạn ơi. Đây cái lắc đang đeo nè, cái lắc đang đeo nè, nghe lắc đang đeo, cái lắc em đang phanh tuốt ở trong đó là ni 50 đó, còn xả ra ngoài nữa có thể là 58 90, cái 58 60, bao nhiêu? 700k, lắc 700k đúng rồi, mời lên á. Tại vì mấy chị cũng thông cảm là em nói như vậy là cũng phân bua hết lời luôn rồi đó. Có nghĩa là mỗi lần á lên một món là bắt đầu em mất chạy, em xách đi làm, tội em lắm. Chứ nếu mà em gom hết trơn mấy đơn của mấy chị, em gộp gom vô em đi làm một lượt rồi tới trường buông ra là em biết cái nào của ai, nên đâu biết nào của ai, thành ra mỗi một đơn là em phải xách làm một đơn, thành ra nó mất công lắm. Để mời em làm cho nó hết rổ nó đi rồi em ấy em mà em đi đơn, nếu em là em lại không đi 54. Bây giờ dây nè, dây nhỏ nè. Phương Nguyễn nè. Nói nghe nè Phương Nguyễn ơi, cái nào mình nói trước nha, mít lòng trước đặng lòng sau. Chốt đơn là mình không cho đổi nha. Chốt đơn mình không cho đổi hàng. Tại vì đổi hàng riết là ngán ngẩm luôn á. Đổi hàng riết là em ngán luôn á, thật lòng luôn á. Thành ra chốt đơn là em không có cho đổi hàng. Chốt được thì chốt. Ờ mà cái lắc nó ni tay mà ni 50 mà chốt dây 700, lắc 700 rồi sao đeo? Nhỏ không có, lắc nhỏ không có.
Dây chút có 4 tấc rưỡi, không có 4 tấc. Lá củ đi 54 nha, lá củ đi 54. Dây ống trúc là 4 tấc rưỡi là 450, mà 5 tấc là 5 tấc, 5 tấc là 500, mà 5 tấc rưỡi là 600, ấy 550. 600k nha. Cái này là ni 54 nha bạn, đang bạn nghe rõ giùm tôi nha, ni 54 để con thôi rồi chốt rồi xả. Chốt rồi đi đây, ra chốt rồi đổi hàng hoài. Chiếc lắc đó là 700k nha. Chị ơi coi cái nhẫn chị đang đeo. Chị ơi cho em coi cái nhẫn chị đang đeo. Đeo một người nhẫn rồi, nói nặng nhẫn nào nó chính xác em ơi. Chị đeo một người nhẫn hơn, chị cũng không biết nhẫn nào luôn đó. Dây N nè. Rồi dây dây thúc nè. Rồi dây mì nè. Rồi dây cong nè. Ai chốt giúp em, ai chốt chốt giúp em. Dây N, dây thúc, rồi dây mì, rồi dây cong nè. Ai chốt giúp em nha. À, Lê Diễm vậy nè, trên like thì chốt, xuống like thì kêu em chụp hình gửi, em cũng lười lắm. Tại vì chốt cái nào chốt ấy đi chứ, mà em không có thời gian mà chụp người để tới cái lui. Thì nhắm chốt trên like được thì chốt giùm em đi. Em nói thật luôn á, mấy chị ơi, mua hàng mà hành sáng người ta quá em cũng làm không kịp đâu. Mấy chị thông cảm giùm em. Cái này 350. 350 nha. Đồng ý là chị mua cái món đó trên like, xuống like chị chụp cái món đó gửi. Ok, em đồng ý gửi. Chớ mà chốt trên like xong rồi xuống like kêu chụp tùm lum tùm la hết trơn, em không có thời gian thật. Mấy chị chốt trên like cái món này, xuống like em vẫn chụp món này em gửi cho mấy chị xem đàng hoàng. Đây ha. Nhầm chị à, người ta không cần, tại vì người ta đã coi trên like rồi, xuống like người ta không cần kêu chụp. Còn nhầm chị khó, người ta kêu chụp cái món đó gửi, em vẫn chụp cái món này em gửi cho chị. Nhưng mà kêu chụp tùm lum tùm la em không có thời gian đâu, em like làm gì, em chụp hình em gửi còn ngon hơn, em like làm gì. Thấy không, thành ra mấy chị cứ chốt trên like giúp em rồi xuống like rồi cứ lặng lặng mà chốt. Còn nếu mà không chịu chốt á thì xả ra, thì đừng chốt tiếp nữa, em không chốt đâu. Chị ơi có cái nhẫn đang đeo, chị ơi em coi cái nhẫn đang đeo. À, dây mì, dây mì có một chỉ à. Dây mì có một chỉ à Nguyễn Thu ơi, dây mì 400k. Dây mì 400k nha, một chỉ nha. 400k, 400k. Dây mì 400k mì nè, mì 400k. Móc cong nè 500k, ấy 400k luôn, móc cong 400k. Không phải biết chụp lại mà chốt trên like là chốt trên like, còn xuống like kêu chụp tùm lum tùm la cho coi thì chị không có rảnh thôi em ơi. Đây rồi có ai chốt không, trời ơi một lỗ luôn á chị ơi, một lỗ luôn. Thôi cái nào đẹp em like nha, một lỗ hàng cũ luôn, cái nào đẹp em like nha. Còn cái nào cái có một mớ em làm hồi hôm bữa mà em chưa có đi ấy, em chưa có đi đám, em có làm một mớ. Hoa mai tầng chị đeo ni mấy? Hoa mai tầng chị đeo ni 6. Chín giờ mấy rồi, chín giờ mấy rồi, nãy 8 giờ em lại. Em có một mới nè, em có một mới em làm mới rồi nè. Không phải cái này, không phải cái này nè, đây là cái này nè, cái này hôm qua hôm kia em làm lắc ngọc. Em đeo giá bao nhiêu? À cái này hả,
cái đó 1 triệu, ý là 700k, 700k dây 350, dây 350 cho dây xích đó đúng không? Có dòng tập hiệu Nga, dòng tập HN có, Nga có, HN có, Nga có, lộn xộn hết ni mấy bạn ơi, có ni 54 nè, ni 54 có Nga. Giờ em đang đuôi mà các em kêu em coi con gà mọc nữa, có Nga có nè, ni 54. Thì Nga HN giờ này em không có thấy đường, em cũng mắc đuôi rồi. À, dây 350 chí tài 350, em chốt cái dây xích 350 đúng không chí tài ơi, đúng không? Chốt dây xích 350 đúng không? Đúng thì ok giùm nha. Không có, có bản 3 với 3 ly, 4 ly, 4 ly với 1 ly rưỡi, 4 ly với 1 ly rưỡi với dây xi măng tròn. Bông này nè mấy chị, bông này 250 cân xỉu luôn, chuẩn vàng 18 luôn nè, em làm chuẩn nè chị, 60 kg đeo được chiếc lắc 41 được chị. Tại vì cái móc này nè em móc vô sát cái trong, chị muốn mở ra tới đâu cũng được, từ ni 52 cho tới ni ta ni 6 ni 80 ấy ni 60 đó, em có tăng đưa chị cứ em bao, em bao cái này chị vừa. Chị ơi coi lắc tay của chị đang đeo ở lắc xích đó hả, lắc xích nè 500k, lắc xích 500k, 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 lắc xích 500k nha. Cái bông 250 có ai chốt không ạ? Coi lại xi men, coi lại xi men đây. Xi men nè, xi men này là 320, xi men này 320 nha. Còn xi men này là 350, em còn mớ, em có mớ đi 54 nè, 350 nè. Ha, gợn bóng nè, gợn bóng 350. Rồi là có này là 350 nữa nè. Nè, mặt ngay nhám ngang nè, nhám ngang 350. Nhẫn đỏ bên ngón trỏ của chị bao nhiêu tiền? 300k, nhẫn đỏ này 300k. Dòng cặp ni 52 của Nga. Dòng cặp ni 52 á, ni 52 của HN. HN em yên tâm đi. HN hàng cao cấp. HN bạn yên tâm đi bạn ơi. Được. Hàng HN nó cũng như Nga vậy đó. Em mua hàng HN nó mắc hơn Nga 20k nữa. Cái nào cao cấp em nói cao cấp mà. Yên tâm đi. Dây hôm bữa là như thế nào ấy? Chí tài vô anh bóc giùm dây hôm bữa là như thế nào? Em có em lên cái dây lá me nè chị. Má ơi tôi ngủ tôi một bộ chết. Đây nghe, bữa em làm xong em thấy cái phạt rồi em đi công chuyện rồi tới bây giờ luôn không có tháo không mở gì ra luôn. Có bông tai ngài không ạ? À, là cái gì? Dây me, dây me 250 ai chốt giúp em? Dây me 250, dây me này 5 tấc á. Dây me này 5 tấc á. 250, 250.
dây me 250, ai chốt giúp em mấy chị ơi, dây me 250. Mấy chị ơi, kêu em lên đầu cũ rồi sao mấy chị em đu rồi. Rồi em lên cái gì đây? Em lên cái gì? Cái tương tác nó chậm lì à, em không biết bị gì nữa. Tương tác sao nó chậm lì à? 160 chị xem đó. Mà tương tác nó chậm lì vậy, em không biết sao luôn, nó đứng nó quay nãy giờ á, có 1 phút 2 phút rồi đó mà không thấy ai comment á, không biết nó bị cái gì à. Đôi bông cho em một chiếc vòng, lấy cho em một chiếc vòng đi 50 hồi. Đôi bông gì? Đôi bông gì? Phan Trang gì nè, chị Phan Trang nè. Chị Phan Trang nó hoàn đơn một đơn hàng rồi bơm một đơn hàng rồi em không có chốt nữa. Đi chút hai chị mấy không có, đi chút hai chị mấy không có. Đi chút hai chị chín em có dây này nè. Đi chút hai chị chín là có hàng cũ nè. Có hàng cũ là 700k. Chị chốt hai chị chín là hàng cũ là 700k nè, ai chốt chốt giúp em hai chị chín nha mấy chị nha. Hai chị chín em chốt 700k, có ai chốt không ạ? Giờ em chốt nè, 700k hàng cũ nha, hàng cũ 700k, giờ em chốt hàng cũ 700k nha. Rồi cái này là 8 ni 8 nè, ni 8 cái chiếc nhẫn này ni 8 nha. Chị bán vàng đó là vàng gì vậy? Vàng non em ơi. Ni 8, ni 8. Cái này em bán nhiêu ta? Cái này em bán 170 thôi. Ni 8, 170. Dây chốt cho em Nguyễn Mỹ Tâm, em chốt dây gì? Em chốt dây lá me hay dây ống chốt? Dây N không có. Để coi coi. Dây N không có dù Quỳnh ơi, dây N không có. Dòng cặp cũ Trần Thấm ơi, em lấy ni mấy á? Dòng cặp cũ lấy ni mấy? Rồi dây chút nè, dây chút cho Mỹ Tâm nè. Dây chút này nó ngắn nha Mỹ Tâm ơi. Dây chút này nó có dây chút này nó có 5 tấc à, 5 tấc 2 gì nha, 5 tấc 2 à nha. Dây chút này nó có 5 tấc 2 à. Dây chút Mỹ Tâm chốt rồi chị. Ni 52 chỉ có 54 rồi, không có 52. Lấy nhẫn ni 8 thì chị cũ cho Mai Thi. Ximen 350k. Bảy giờ hàng cũ em phải ghi ghi trên 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 cái giá mà được
mấy chị không có comment trên cái giá em thấy ghi, để thôi em quên cái em xuống em làm, cái mấy chị nói em tính ăn gian. Không phải, cái đầu óc em mấy chị cũng đã biết rồi, quên trước quên sau. Không, chị Phan Trang ơi, em không có chốt với chị nữa, em nói thật luôn á, chị khách quen khách quen, nhưng mà bơm một lần là em không chốt. Dòng cặp đó bao nhiêu? Dòng cặp này cũ mà nó em nói thiệt nha, em nói cũ nhưng mà nó 99%, 99%. Cái này nó là một cặp nó là 950, 950 mới. Cái này một cặp em bán 600k đi. Em bán 600k, một cặp 600k, ai chốt giúp em? Một cặp 600k. Một cặp 600k nha. Còn hàng mới là đi 52 có hàng mới nha Trần Thấm ơi. 52 có hàng mới. Ximen 350. Quanh Hoàng ơi, 350 ni mấy em ơi? Ximen 350 ni mấy á? Ximen 350 ni mấy? Đây nè. Này ha. 350 nè ha. Bản này bản nhám nè, ấy bản mặt ngang nè, bản mặt ngang nè ha. Bản này bản dượng bóng nè. Bản dượng bóng nè nè, nghe ha. Rất đẹp, 350, 350 nha mấy chị nha. 350, 350. Em có một bộ đi 58. Cái bộ này là em mở khóa sẵn rồi, có chị bơm hàng, chị bơm nè. Kêu chốt cho đã rồi, kêu em mở khóa sẵn rồi bơm hàng. Hai bộ này là hai bộ cũ nha mấy chị. Hai bộ này là hai bộ cũ đi 48 nè. Đi 48 em chốt hai bộ này, em chốt là em chốt 500k. Em chốt 500k nè. Đây. Cỏ bóng nha mấy chị nha, cỏ bóng đi 48 em mở khóa sẵn nhìn nó không đẹp. Cầm nó nhùi 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 nhưng mà thực tế là nó rất là vuông. Để cầm cái bộ dòng mà cỏ bóng sẵn nó vuông, em chỉ em kiếm cho mấy chị xem. Nó vuông nó rất đẹp mà tại em mở ra nó nhùi, em cũng hết cỏ bóng ở đây à, cũng hết cỏ bóng rồi. Dòng cặp hàng cao cấp là ni nó 900, 950 là ni 54, còn 900 là ni 52. Còn dòng hội á là nó có 150 à. Bông tai chị đeo 200k. Dòng cặp cũ ni bao nhiêu? Ni 54 em ơi, dòng cặp cũ ni 54. Dòng cặp không có ni 48 nha. Rồi chị nào chị Kim Phương như là chốt đơn lên số đi, lên địa chỉ số ấy giùm em đi nha. Lên địa chỉ số điện thoại giùm. Nó xích 500k. Dòng cặp hội nè 150k một cặp đó mấy chị ơi. Dòng cặp hội 150k một cặp. Em chút xíu cũng xuống like 9 giờ mấy rồi. 150k một cặp nha dòng hội. 7 ế 3 chiếc 200k. 3 chiếc 200k nha. Một cặp 150k mà 3 chiếc là 200k. 3 chiếc là 200k. Sao chị biết em hỏi đi 48. Chốt dòng cặp cũ 54 bao nhiêu tiền? Dòng cặp cũ đi 54 600k một cặp. 600k một cặp 54. Hơi bị đẹp nha bé Nhàn ơi. Hơi bị đẹp nha. 600k một cặp. Em lấy 3 chiếc dòng hội chị. Rồi cho qua Phạm. Qua Phạm ơi, em lấy ni máy qua Phạm ơi, em lấy ni máy. Ủa chị, cái đơn đó là chị đeo không dừa hả? Ủa chị để là khách nói là khách quỷ đơn mà.
khách kêu quỷ đơn mà đâu có phải là đeo không vừa, đơn thôi đeo không vừa là chị nói không vừa với bưu tá rồi, khách này chị đi kêu là quỷ đơn. Đi 56 rồi cho qua Phạm đi 56 nè. Chị cũ mời lên đi Nguyễn Phương ơi, mời lên nha. Chị cho em coi bông của chị là hàng hội bán không không à, hàng cao cấp nha, hàng cao cấp mà chứ không phải hội à, chị không có bán hàng, nói chung là hàng kiểu là chị không có bán hội. Đi 56, đi 56 là 3 chiếc 200k nha, 3 chiếc 200k. Còn đi 58 nè, 54 nè, 58 nè, 56 đâu ta? Thôi hết 56 rồi, còn 58, 54, 50, 48, 58, 54, 50, 48. Ê, em còn mấy chiếc này, còn khoan 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 khoan. Còn 3 chiếc là 3 chiếc 56 à, 3 chiếc 56 nè. Đúng mà là hay quá, 3 chiếc 56 này. Lấy cho Hoa Phạm nè. Rồi địa chỉ cũ. Không, không có đi 50 nha. Không có đi 50 nha Lan Ngọc. Gần cập đi 56 không chị? Đi 56 á, đi 56 không có, có hàng hội, hàng hội chị cũng hết rồi, hàng hội cũng hết rồi, còn được 3 chiếc. Dòng cao cấp 600k đi 56 không có, đi 54. Đi 54. Cái khóa này là khóa gà chứ không phải là khóa ấy. Có dây chuyền không có chị ơi? Có dây chuyền, chị lấy mấy chỉ. Dây chuyền chị lấy mấy chỉ. Chị Liễu nè. À, cho à, em cho chị hai bộ đi 54 xi măng hội giá 350k. Rồi để em lấy cho chị xem. Khoan khoan để em vô em xin địa chỉ chị cái hả? Em vô xin địa chỉ kia ha, chị cho em địa chỉ cái đi rồi cái em mới chốt. Em có nhắn tin qua rồi chị ơi, em có nhắn tin qua rồi, em có nhắn tin qua rồi đó, xin địa chỉ chị đó, chị cho em cái là em chốt liền. Cho em cái địa chỉ là em chốt thì chị liền cái rẹt liền cái rẹt liền chị ơi. Bông mo là gì? Có ba chỉ. Ba chỉ hả? Ba chỉ vậy nè, em có hai chỉ mấy rồi chị ơi, không có ba chỉ chị ơi. Đây là có hai chỉ mấy nè. Có hai chỉ mấy à chứ không có ba chỉ. Hai chỉ mấy mà chị muốn mấy tấc á. Chị muốn mấy tấc. Chị Nguyễn Thúy ơi cho địa chỉ đi là em chốt đơn chị ơi. Chị không cho địa chỉ là em không có chốt, tại vì đâu có địa chỉ đâu đi. 52 nè. Còn đi 52. Dưới 50. 50 với 52. Đó chị về chị Bình An ấy, cũng hiểu đó, hiểu cái người, những người tâm trạng của những người bán hàng đó ấy, mà phải dễ đâu mấy chị, thay vì mấy chị nằm giờ này, mấy chị làm công nhân, mấy chị giờ này mấy chị nằm bấm, còn em vẫn ngồi đây em chốt, phải kiếm cái kêu manh áo mà dễ đâu mấy chị, cực khổ lắm mấy chị ơi. Nhìn chị ha vui vui á, lên lên cơn sản á, chị nhầm chị mắng em một hơi một, em trả lời không kịp, mắng em một hơi một, nhắn tin mắng một hơi một. Rồi 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 có rồi, có địa chỉ rồi. Để em đang kiếm đi 54. Đây là đi 54 nè. Đi 54 nè. Đẹp lắm chị ơi. Cho Nguyễn Thủy. Chứ em đang còn 3 bộ này, có lấy hết không hay lấy 2 bộ thôi?
Em tư, bởi vì em nói có mấy năm tư, hai bộ đi năm tư đẹp lắm, ba bộ đi năm tư đẹp lắm. Rồi rồi, chị chốt rồi, chị chốt rồi. Rồi sao rớt lại bộ nè, đi năm tư nè. Chị chốt rồi bé Nhàn ơi. 6 chiếc chồng tập hội địa chỉ cũ. Rồi cho Ngô Đạt nè. Đi năm tư. Chị Nguyễn Thị nè. Ngô Đạt ơi, sao mình không quất 7 chiếc đi? Sao mình không đeo 7 chiếc đi? Nó có 450 à? 6 chiếc có 450 à? Em bán thật tầm, thiệt tình lắm mấy chị. 7 chiếc cũng 7, 450. Một bộ cũng 450 mà 6 chiếc cũng 450. Ở 6 chiếc là bán 400 hả? Ừ, thêm 7 chiếc là 2, 4, 6. Thêm một chiếc nữa là có 50k à? Ok không? Cái gì Đạt Đạt nè. Như 54 nè. Ngô Đạt ơi, ok không? Ok giùm mình ha. Ok giùm mình nha. Rồi rồi rồi. Di chữ công 5,5 có nha Trần Đức ơi, có. Lên dây cũ chút luôn. Dây cũ rồi chị nói nãy giờ rồi đó, chị nói nãy giờ lên lên dây cũ rồi đó, chị lên rồi chị cảm thấy nó không đẹp rồi là chị ấy. Thôi để chị mời đi, mời ra hẹn em ngày mời đi nha. Dây chuyền hàng cao cấp, dây chữ công 5,5 Trần Đức. Dây chữ công 5,5, em có 5,5 nha, em có 5,5. Năm tấc rưỡi nè, 900 mấy em lấy 900 thôi, 920k em lấy 900 thôi, 900k em lấy 900 thôi mấy chị ơi, em lấy 900 thôi, 900k nghe nha. Ni 54 chị ơi, không có đi 55 chị, không có đi 50. Chị người nào có dùng cặp cũ đi 50. Cái đó hả? Chị chưa biết nữa, chị không hứa em theo dõi like giùm chị đi. Em theo dõi like giùm chị đi, chị có cái gì chị lên cái đấy. Tôi chị Liễu nè, chị Liễu hồi nãy này chị đòi VN nè. Em lên VN và em LN mới nha. Chị Liễu Trần ơi còn đó không ạ? À? Em lấy 850, em lấy 850 thôi hai chị. Hai chị hai em lấy 850 thôi, em lấy 850 thôi. Xi-men 320 màu vàng chanh hay màu vàng miền Tây? Cái màu này màu vàng miền Tây à, nhưng mà nói tóm lại là cái vàng này á là người ta hàng mới là lúc nào nó cũng màu, nó cũng đậm hết trơn các bạn ơi. Hàng mới là lúc nào cũng đậm hết trơn á. Xi-men mà hàng mới mà nó nhạt thì không ai dám mua đâu. Xi-men mới mà nó nhạt nhợt nhạt quá cũng không ai dám mua. Ê, em có dây này nè, trời ơi. Chị nào hỏi cái dây này chốt giùm em đi. Đây nè. Như hả chị Bình An. Hai bộ đi 54 hàng hội. Lưu, Diệp Lưu nè. Diệp Lưu. Đi 54 hàng hội nhưng mà hàng mấy trăm ca bạn ơi, đi 54 hàng hội nhưng mà hàng mấy trăm ca, hàng 320, hàng 350, hàng 450, 350, 450. Dịp lưu ơi, inbox cho địa chỉ giùm nha. Inbox cho địa chỉ giùm nha. Chưa nói đâu mấy chị ơi, em nói thiệt. Lấy dây nào đó đi, rồi rồi lấy dây nào đó không, lấy dây nào đó nè. Chị Trần Liễu nè, gì đó mới quay không chị? Vậy nó vậy mới, em ơi vậy nó mới, vậy mới dây nào mới nha, chốt cho mình vậy đó. Chị Trần Liễu chốt trước rồi, dây này nó 4 chỉ nha chị Trần Liễu ơi, dây này 4 chỉ nha. Cái này 4 chỉ mốt 50 á, 4 chỉ mốt 50 em lấy 1,6 triệu 50.
1.6 70k đó mẹ, em lấy 1.6 50k. Em có dây phân lọc, dây phân lọc nè. Hôm rày có mấy chị hỏi dây phân lọc nè, em có dây phân lọc là chị nào chốt không ạ? Cái dây này 5 tấc rưỡi á, cái dây này 5 tấc rưỡi, 2 chỉ 7 rưỡi, 2 chỉ là 800k, 7 rưỡi kia nó 300 là 1.1.000. Chị làm cho em loại nào, là cái gì? Cái này là 1.1.000 nè, 1.1.000 Lưu Diệp, chị Lưu Diệp ơi lên số điện thoại luôn nha, chị Lưu Diệp lên số điện thoại luôn, lên số điện thoại. Một cái thứ nhất, một cái thứ hai nữa là chị chốt cái bộ đi 54, mà chị bố chốt bộ 350 hay 300 ấy, 320, 350 hay 320. Rồi chị Trần Liễu có rồi, chị Trần Liễu có địa chỉ rồi, có dòng cẩm thạch chị ơi, có dòng cẩm thạch, có ni quan trọng là ni máy á, quan trọng là ni máy. Rồi 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 rồi. Dây cho dây cũ chút em thu. Là Chí Tài hỏi cái gì á? Chí Tài hỏi cái gì á? Còn mà cái chuyện mà trao đổi hàng hóa gì á, vô inbox giùm nha, tại vì trên live là cái đầu em nó trống rỗng mà em không biết gì đâu, vô inbox đó em mới biết. Em có chốt rồi chưa? À, Susi Nguyễn hả? Susi Nguyễn thì hồi trưa có chốt rồi, hồi trưa có chốt rồi. Không, dây chuyền Hằng Hội không có bán nha, hàng cao cấp không, không có bán Hằng Hội, 350, 350 thôi. Em cũng ráng gần em kiếm thôi, cái này là nó ra một bộ rồi, cũng được một bộ nè. Chị mua lại dây 350. Một bộ nè. Em có hai bộ này đi 54 này, 56 rồi. Em có hai bộ này đi 56 này, chị nào chốt? Chị nào chốt chốt giúp em Hoàng Hội nha. Hai bộ đi 56, chị nào chốt chốt giúp em nè. Em bán hai bộ này bao nhiêu ta? Em bán hai bộ này 500k thôi, em bán hai bộ này 500k thôi. Khóa tròn hả? Khóa tròn em không có này chứ, chưa có chị ơi. Thằng Nga nó đưa cái gì mà khóa tròn á, đưa gì mà nửa tháng trời, đưa một đợt trước 20 ngày mới tới, 20 ngày tới tưởng gì, đưa em được cái cuộn 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 vô cuộn giấy, em đem em giục mẹ nó, giục mẹ nó 20 khóa, ba banh hết 3 triệu bạc đó, điên điên khùng khùng đem giục cuộn, đem giục hết, đem giục hết 20 bộ ấy, 20 móc, 3 triệu bạc. Rồi bây giờ cái đặt thêm nữa, đặt thêm nữa mà không đại hả, có nửa tháng rồi. Chị ơi, mua hàng cũng đâu phải chuyện dễ đâu, mà bán hàng cũng đâu phải chuyện dễ đâu. Nói thiệt, em mà giàu có em bỏ nghề. Mệt mỏi nhức đầu nhức óc. Chị chốt xi măng Hằng Hội. Đá nào, giá nào? Hằng Hội giá nào? Là sao chị ơi? Chị nói em nghe không hiểu á. Chị nói em nghe không hiểu á. À, 350 hết rồi. À, hai bộ ni Diệp Lưu nè, hai bộ ni 54, 350 hết rồi. 350 hết rồi, hai bộ ni 54. Bây giờ chốt cái khác đi được không? Nhẫn hoa mai em đeo là 370, ấy 270. Có ni 54 hai bộ 500k không? Không. Ô, cái 500k này tới 3 bộ luôn nè. Cái 55k không, cái này cái ni ni kiểu này tới 3 bộ luôn nè, 3 bộ luôn nè. Em bán cái này là em bán
thôi em bán 3 bộ này 600k luôn nè, chị nào chốt giúp em. Đi 56, 600k luôn, em có cái 3 bộ luôn nè. Sao mà nó lòi ra thêm bộ nữa nè. Em xuống like mấy chị ơi, em xuống like nha. Hả? Đặt hai bộ hàng hội hồi nãy á hả? Chị đặt hai bộ hàng hội là giá nào? Không nhớ nữa, không nhớ giá mấy nữa. Nó cũng 350 hay gì à? 350 hay gì à? Cement cũ đi 54 không có nha Vi Nguyễn ơi. Ơi dùng cặp em nhận được hàng đẹp quá rồi, cảm ơn chị nhiều nha. Rồi thôi bye bye mấy chị nha, bye bye mấy chị nha, hẹn ngày mai gặp lại.